Bé Margo, em muốn gì? Ồ, bánh quế sao? Mọi người có thể làm được không? Tớ có vẻ nhìn thấy khuôn mặt của các bạn là nó rất dễ dàng đấy chứ. Thực ra là không. Có lẽ mình sẽ cố gắng ứng biến một cái gì đó. Một vài quả trứng và một vài bánh. Ôi, tất nhiên là đường. Ờ, thôi được rồi, mình cứ cho vào là được. Nào, bây giờ mình ngoáy nó lên. Nào, có vẻ như là ổn đấy chứ. Ngọt phết. Tớ tưởng là xong rồi. Trời ơi, tại sao nó không mở? À, ừ. Tớ đang đổ bánh của tớ vào đây. Ồ, có vẻ như là nấu ăn rất là dễ dàng đấy chứ. Ôi, tại sao lại không được gì nhờ? À, đây rồi. Cái này nó không làm việc. Vậy thì tớ sẽ bật nó lên như này nhá. Ôi không! Trời ơi, nó đang cháy! Ôi, trời ơi, bây giờ tớ phải xịt cái này thôi. Ôi, trời ơi, tớ làm được rồi. Ôi, mọi thứ đã ổn. Sao? Bánh waffle của mình sao vậy? Mình đã làm bột của bánh quế xong rồi. Bây giờ chỉ cần chiên chúng lên thôi. Nhưng mình sẽ không dùng thiết kế bình thường, mà mình sẽ làm chiếc bánh này rất là hay. Rất là đẹp. Ôi, một con gấu và một con thỏ sẽ đáng yêu hơn. Xinh, đầy tớ tận tụy của tớ. Cảm ơn vì sự tâm trạng giúp đỡ của cậu. Bột này có vẻ như thiếu một cái gì đó. Ví dụ như đôi mắt yêu thích của mình. Thử một cái nào. Ôi, lỡ đâu nó có độc thì sao? Không sao đâu. Đây là cái bột mà mình sẽ có thể làm được. Tuyệt lắm. Rất là hoàn hảo. Đầu bếp có gì đấy? Mình sao? Ôi, đây mình đây. Mình có một cái rất là hay. Ôi, đẹp lắm. Bây giờ thì cho thêm cái thứ hai vào. Vậy chúng ta sẵn sàng rồi. Nhìn cũng không ngon lắm đâu. Thinh, biết làm gì rồi đấy. Ôi, trời ạ, tay ơi, cậu đang làm gì đấy? Ôi, đầu bếp có vẻ như đang rất là buồn cười. Nhưng mà... Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi không, trời ạ, bây giờ mình hiểu rồi. Ôi, trời ạ, ôi không, mình đã làm gì thế này? Ôi không, ôi đỡ hơn rồi đấy. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Nào, thử đi Margo. Cái này là cái gì? Eo ơi, đáng ghê sợ thế. Ôi, mình thử cái này đây. Ừ, vị cũng không tệ lắm. Ồ, thế còn cái này là cái gì nữa đây? Mở ra nào. Wow, trời ạ, à, bánh quế với cả mắt kẹo dẻo sao? Cái này ngon lắm luôn đấy. Ồ, trời ạ, à, thật là tuyệt vời. Bánh waffle của Wednesday sẽ chiến thắng. Wow, xin chúc mừng Wednesday, cô đã chiến thắng rồi đấy. Hãy đi xa hơn nữa nhé. Margo, em muốn gì? Sữa cốc tai sao? Sẽ được thực hiện thôi, đúng không các bạn? Mọi người có biết nấu nó không đấy? Hoàn hảo. Nào, mình sẽ bắt đầu bằng cách trang trí ly này bằng siro sô-cô-la. Chỉ có cách chuyên gia thực sự mới làm điều này thôi. Đấy, bây giờ nhúng nó vào như thế này. Và một cái ly đã gần như xong rồi. Dùng rất là ngon rồi đấy. Bây giờ mới là bắt đầu đây này. Chúng ta sẽ cho sữa vào trong máy xay. Và tất nhiên là một vài thìa kem. Margo rất là thích dâu tây, vì vậy cốc tai sẽ là dâu tây. Và... Nào, bơi xay thôi. Bây giờ mình sẽ đổ nó lên vào như thế này nhá. Và bây giờ thì những bước cuối cùng. Mình không thể để nó như thế mà đúng không? Quá dễ dàng. Wednesday đang làm gì vậy? Nào, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Phòng thí nghiệm đã làm rất là tốt đấy chứ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ làm thôi. Mình sẽ làm món sữa ly cốc tai ngon nhất. Bây giờ chỉ cần đổ một vài lọ chất lỏng bí ẩn vào đây thôi. Đúng rồi, đây là cái hàng rất là bí mật.
Bây giờ thì đến lúc phải làm một ít rồi. Đây, một cái này rất là quan trọng. Tốt hơn rồi đấy. Làm nóng lên. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ đổ mọi thứ còn lại vào. Chúng ta sẽ cần 2 viên đá khô. An toàn là quan trọng, vì vậy hãy đeo găng tay nhé. Và chúng ta sẽ đổ nước uống vào ly. Ôi, mình đã xong ly cốc tai này rồi, hay đúng không? Ôi, không. Nó là rất thần kỳ. Oh wow, mọi người đã làm một cái gì đó rồi. Nào, đây là tủ lạnh của tớ. Wow, trời à, mọi thứ đã gần như xong rồi. Mình sẽ cho cả Huva vào nhớ. Và thêm cả một vài gel nữa. Ôi trời à, cái này ok thế. Ổn quá. Wow, đây là cái gì nữa đây? Ôi, thêm cả kẹo nữa. Và thêm kẹo nữa cơ. Và cả cuối cùng, mình sẽ cho Fanta và Sprite vào. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì đóng cái này vào nhá. Và lắc nó lên nào. Tuyệt lắm. Và tất nhiên là đừng có quên cho cái ống hút vào nữa nhá. Wow, mình rất là muốn thử lắm rồi. Wow, mọi thứ thật là tuyệt vời. Ôi, loại ly cốc tay này trông thú vị thật đấy. Ôi, trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, mình không tưởng nữa đâu, nó sợ lắm. Wow, trời à, cái này là cái gì mà tuyệt vời thế này? Thử nào. Ôi, đây là những gì mình muốn. Trời à, còn có cả những đồ ngọt nữa. Ngon quá, tuyệt vời. Ồ, lại còn một cái cốc nữa, suýt thì quên. Để xem nào. Ôi, trời à, nhiều đường quá. Cái này ngon thật đấy. Vôi, vị này ngon, vậy là nó chiến thắng. Ôi, có cái gì ở trên vai bạn ấy đấy? Ôi, à đúng rồi, đầu tiên mình muốn ăn bánh nhá. Ừ, món này thì mình có thể làm được, quá đơn giản. Bây giờ thì đập trứng vào, sau đó cho bơ vào, và tất nhiên là đường. Tất nhiên là phải ngoáy hết mọi thứ lên. Làm tốt lắm, đúng không Wednesday? Nào, làm đi tay. Đầu tiên cho bột mì. Ừ, cho vào trong này. Sau đó đổ sữa vào. Rồi đập quả trứng vào đấy. Ừ, đúng rồi, đừng quên cả đường nữa nhá. Bây giờ thì trộn tất cả mọi thứ lên. Còn mình thì sẽ cho một cái gì đó từ bản thân. Ừ, đúng rồi. Như này chắc chắn là được hơn rồi đấy. Làm tốt lắm tay. Cái gì? Bàn tay chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy rồi sao? Ồ, wow. Thôi được rồi, Ben, bình tĩnh lại đi. Cần phải nấu ăn. Mình sẽ lấy bánh nướng và làm lớp đầu tiên từ chúng. Sau đó phủ lớp kem tươi lên trên. Và từ cái bánh nướng nhỏ hơn. Và thêm cả kem ở trên nữa. Đấy, thế là vài được tầng rồi. Ngon thật đấy. Ui, tay đang làm gì vậy? Sao? Bánh của mình gần như sẵn sàng rồi. Ờ, tay đâu? Có ai nhìn thấy nó không? Thôi được rồi, mình sẽ cắt nó ra. Mình dùng dao và sẽ bỏ đi những thứ không cần thiết. Ôi, may mà tay đã giúp cho mình làm cái này rồi. Đấy, đây là những gì mình cần. Đây sẽ là não thực sự. Ôi trời ơi, nhìn trông đáng sợ thế không biết. Bánh sẽ không tự làm đâu, mình sẽ phải làm tiếp thôi. Mình sẽ cho kem vào đây nữa. Và không quên là phải quệt nó ra thật là đều. Đẹp quá. Nhưng mà bánh vẫn chưa đủ đồ trang trí. Bây giờ mình sẽ làm điều đó. Trong cái này mình sẽ cho sô-cô-la vào. Và để làm nhanh
Mình sẽ dùng cái này. Sau đó mình sẽ cho thêm sô-cô-la vào đây. Và tất nhiên là những cái hạt này nữa. Thêm một vài điểm này nữa. Và mình sẽ làm được M&M thực sự. Mình sẽ trang trí nó ở đây như thế này. Và ở trên đổ M&M vào. Đấy, thế là sẵn sàng rồi đấy. Ôi trời, quá ngọt. Mình chắc là sẽ cho thêm siro này vào đây nữa. Và mắt không thiếu mắt được. Như này tốt hơn rồi đấy. Ui, mình rất là đơn giản. Và cho một đống topping vào. Wow, Wednesday. Ui, hình như bánh của cậu đang di chuyển. À, tất nhiên rồi. Đây là não mà. Ôi trời ạ, bánh này. Ôi, cái gì thế này, sợ thế. Ôi, tất nhiên là mình sẽ thử cái này của Ben. Trời ạ, đây chỉ là kem với cả bánh bình thường thôi mà. Ngon nhưng mà không ổn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ thử từ bánh này nhá. Ôi trời ạ, bánh này ngon quá. Trời ơi, và nó rất là ngon đấy chứ. Mình nghĩ là bánh còn ngon hơn nữa. Quá tuyệt vời. Ôi, đến lúc phải thử cái bánh này rồi. Mong đây không phải là máu thật. Từ từ đã. Ồ, đây là siro dâu tây mà. Còn đây là kẹo dẻo mát. Rất là ngon. Wow, trời ơi, bánh ngon quá đi mất. Wednesday, cậu thắng rồi nhá. Tớ không thể nào mà dừng được. Ôi, Wednesday, xin chúc mừng. Trời ơi, mình rất là thích cái bánh này. Từ từ đã, nó đang di chuyển sao? Cái này là cái gì đây? Trời ơi, đây là tay sao? À, kêu. Trời ơi, bỏ nó ra khỏi đầu mình đi. À, tay đây rồi. Sao rồi? Như này cũng được. Mình muốn ăn pasta. Ồ, trời ạ, mì sao? Quá là đơn giản. Ôi, có mì nấu nhanh mà. Đấy, sẽ làm nhanh thôi. Mình sẽ đổ nó vào như thế này. Và đợi nước sôi. Quá đơn giản. Ôi, trời ơi, đáng sợ quá. Wednesday đã cho một đống run lên trên đĩa. Trời ạ, chắc chắn là bạn ấy không thích đâu. Mình sẽ vứt cái này đi nhớ. Ôi trời ạ, vứt hết cả đồ ngon đi rồi. Thôi được rồi, thích thì làm mì ống cũng được. Mình sẽ lấy thạch và cho nước vào đây. Thêm một ít màu đỏ vào. Cái này thì được rồi đấy. Sau đó mình sẽ cần cái này. Mình sẽ cắt cái đống ống này đi và cho nó vào, đổ vào như thế này. Mình sẽ bỏ Oreo ra làm đôi, ăn cái phần bên trong vậy. Nó rất ngon. Bây giờ từ những cái vỏ này mình sẽ thật là làm nhuyễn nó ra. Đấy, những thứ còn lại mình sẽ lấy ra từ ống hút. Trông cũng giống run đấy phết chứ nhở. Mình sẽ cho nó lên trên như này này. Wednesday đang nghĩ ra một cái của mình. Nhưng mà mình sẽ tự làm mì. Đấy như này. Bây giờ thì đun sôi nó lên. Ui mì ống sao? Tại sao phải khó khăn như vậy? Nếu có thể đổ nước sôi vào trong là vào hoàn thành. Bây giờ đóng nắp lại vào. Nào đóng nắp vào mà. Đóng nắp vào. Trời ạ, không đóng được. À, nghĩ ra rồi. Mình sẽ tan chảy nó trong bàn đá ủi. Học đi Betty. Trời ạ, có cái gì để học chứ. Đấy, pasta đã xong rồi. Đến lúc phải chia nó lên. Ôi, trời ạ, quá tuyệt vời. Ở trên, tất nhiên là thật nhiều phô mai rồi. Và tất nhiên là cho thêm cả cà chua vào nữa nhá, để trang trí. Đẹp quá. Ôi, quá nhiều năng lượng. Mì mình cũng ngon như vậy. Bây giờ sẽ mở nó ra.
Ôi, trời ạ, mình đóng kín quá rồi, biết làm sao bây giờ? Chính xác. Mình sẽ gắn kẹo ống bằng kẹo cao su. Như này, nó sẽ còn tiện hơn. Ta-da! Mì đã sẵn sàng. Của mình cũng vậy. Ôi, trời ạ, các bạn chuẩn bị cái gì đây? Có lẽ mình bắt đầu với lựa chọn an toàn nhất. Ôi, nó có quá khô không? Nhìn trông lạ thật đấy. Trời ạ, mì gì mà mì khô ấy, cũng tạm được thôi. Trời ạ, còn đây là ấu trùng trong đất sao? Hình như không phải là sống. Ôi, thôi được rồi, để mình thử vậy. Ồ, Peach, cậu có thể làm được. Ôi, chờ đã. Trời ạ, cái này rất là ngon, đây là thạch và Oreo. Còn tiếp theo, có vẻ như là cái này sẽ không cần. Nếu mà mình hiểu đúng thì cần phải cắm nem vào đây. Eo ơi, đây là kẹo cao su đã nhai rồi mà. Nào để thử. Ồ, mì ngon phết đấy chứ, nước rất ngon. Và mì cũng vậy. Ben, anh thắng nhá. Mình rất thích món này. Ồ, nghiêm túc sao, mình đúng không? Ồ, vâng. Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, bây giờ thì sao? À, đúng rồi. Đây, mình muốn ăn bánh quy sô-cô-la. Đấy, như thế này. Ôi, vớ vẩn. Cái này không cần phải nấu ăn, chỉ cần lấy ra khỏi hộp thôi. Đấy, chắc là mình sẽ ăn một cái. Ngon quá. Mọi người đang làm gì nốt vậy? Ôi, mình sẽ lấy bột mì, sữa, hai quả trứng và trộn đều mọi thứ lên. Bây giờ thì cần lăn cái bột này ra. Chuyện vật vãnh đối với mình. Không có gì ngạc nhiên khi mình lấy cái cây lăn yêu thích của mình theo. Bây giờ mình sẽ cắt chiếc bánh quy bằng cái khuôn này. Ôi, sẽ cắt vài cái luôn nhá. Ôi, cái này luôn làm mình hài lòng. Đẹp quá. Ôi, Wednesday, cậu đang làm gì vậy? Ôi, mình đang làm cái máy chém bột thôi. Phải cắt nó thành từng mảnh. Bây giờ chúng sẽ tạo ra cho những chiếc xúc xích này hình dạng của những ngón tay. Đấy, và của ngón tay như này nữa. Sau đó, mình sẽ cho nó lên trên như thế này. Mình sẽ làm kem nữa. Lấy nước, đường và cả cái màu xanh này nữa. Mình sẽ ngoáy tất cả mọi thứ lên. Và dùng nó, mình sẽ bôi nó lên trên bánh. Đúng rồi, đến lúc phải nướng nó lên rồi. Mình sẽ cắm dây vào như thế này và bật lên. Ôi, đúng rồi. Đấy, thế là chúng sẵn sàng rồi nhá. Sao, bạn thích không? Ồ, một cách rất là hay. Bánh quy của mình cũng nướng xong rồi. Bây giờ mình sẽ phủ chúng lên sô-cô-la. Nhưng mà sô-cô-la sẽ có nhiều màu khác nhau và hình dạng khác nhau từ bánh quy nữa. Bây giờ chỉ cần đặt chúng lên như thế này nữa thôi. Và bánh burger của mình đã sẵn sàng rồi. Ôi, thật là đáng sợ. Ôi, các bạn chậm chạp quá. Mình đã xong hết rồi. Ôi không, mình ăn hết bánh rồi sao? Phải làm gì bây giờ? Ồ, mình có ý tưởng. Mình sẽ chiên bánh mì nướng lên. Mình sẽ lấy sô-cô-la trắng. Ồ, thơm làm sao. Ôi không. Trời ạ, hình như bánh mì của mình hơi quá đen rồi. Không sao, mình sẽ đổ sô-cô-la lên là được. Ôi, giống Oreo đúng không? Trời ạ, mình cần phải cắn những cái thứ không cần thiết ra. Đấy, như này tốt hơn rồi đấy. Ôi, đáng sợ thậm chí với mình. Thôi được rồi, cậu làm đi. Wow, lần này mọi người thực sự đã làm được rồi. Ngoại trừ Ben. Ôi, đây là cái gì vậy? Cậu đã ăn trước rồi sao? Eo ơi, nó chảy hết cả ra rồi. Kinh quá, mình không thử đâu. Tiếp theo là gì? Nào, mình sẽ thử như cái ngón tay này vậy. Nhìn trông cũng được hết chứ. Và vị cũng rất là ngon. Ôi, rất là thích luôn.
Còn bây giờ mình sẽ thử cái này. Wow, nhiều các loại bánh khác nhau quá. Lại còn giống burger nữa chứ. Trời ạ, cái này ngon phết. Và mình sẽ thử tất cả cùng một thứ nhé. Rất là giòn và rất là nhiều sô-cô-la. Mình rất thích cái này. Đầu bếp, bạn chiến thắng rồi. Thật sao, cuối cùng. Ôi, cảm ơn mọi người. Mình muốn các bạn làm hài lòng mình với kem trong vòng đầu tiên. Ôi, kem sao? Mình chưa bao giờ nấu kem. Mình hy vọng mình sẽ thành công. Hy vọng kem lạnh. Điều đó có nghĩa là mình không thể thiếu đá được rồi. Cần xay đá bằng sinh tố và xay thật là nhuyễn nó ra nhé. Jess, tôi nghĩ cậu quên mất đậy nắp xay sinh tố rồi. Nhưng không sao, hãy để cục đá sau gáy là một bài học cho cậu nhé. Ai, tại sao tệ quá, kêu tớ với lạnh thế. Này nhá, không buồn cười chút nào đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng cú ngã thậm chí còn hữu ích. Tớ tìm thấy cái nắp rồi. Và bây giờ tớ có thể nghiền đá một cách an toàn hơn. Sẵn sàng rồi. Bây giờ nước đá này cần phải chuyển vào trong ly và có thể ăn dễ dàng hơn. Bây giờ còn một cái. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào. Với những cái nước này rất hay, mình sẽ cho Fanta vào và nó sẽ có vị rất là tuyệt vời. Tuyệt đúng không? Ôi trời ạ, đây là kem gì chứ? Đây chỉ là đá phủ soda thôi. Đây là máy thần kỳ của tớ gần như đã làm xong món kem rồi. Đấy. Tiếp theo, cần mở cái khuôn ra. Và cẩn thận, đổ kem vào trong đó. Đấy, sau đó mình sẽ nhận được một chiếc bánh kem thực sự. Ôi, cái này có phải rất tuyệt vời đúng không? Bây giờ dùng cái này nhá. Mình sẽ bỏ những cái thứ mà không có tuyệt vời lắm và nó sẽ hoàn hảo như thế này này. Bây giờ mình sẽ cho vào trong tủ lạnh để cho nó đông đá. Cái này sẽ rất là ngon đây, các bạn sẽ thấy thôi. Tiếng gì vậy? Ôi, mọi người nhàm chán quá. Mình có cách nghiền quả mọng thú vị hơn rất gấp nhiều lần so với loại kem của các bạn. Sẵn sàng. Bây giờ mình không cần cưa nữa. Quả mọng này rất ngon. Nhưng điều này là không đủ đâu. Và bây giờ mình sẽ cho sữa kiều dẻo và hành động nữa nhé. Chắc chắn mọi người đều rất thích chúng. Bây giờ chỉ cần ngoái thật đều lên thôi. Bây giờ đến lúc phải dùng nitơ lỏng làm kem tớ sẽ đông đá vào. Đấy, thế là có thể bỏ ra được rồi. Bánh của tớ gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái khuôn này ra. Và thêm cái khác, mình sẽ làm bánh của mình rất nhiều lớp để trông giống như là một cái ngôi đền thực sự. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la vào nữa. Và mình sẽ phục vụ món kem của mình trong một chiếc cốc rất dễ thương, có hình đầu sọ. Mình nghĩ là trông nó rất là tuyệt vời. Nhưng lâu đài của đầu bếp này trông rất là tuyệt. Mình không muốn anh ta thắng đâu. Nhưng chúng ta sẽ phải thổi nó lên một chút thôi. Một chút thuốc nổ là hoàn hảo cho việc này. Đấy, bây giờ thì mình có thể làm việc tiếp rồi. Các bạn hãy nhìn xem, trông rất là giống não, quá là đẹp. Wow, cái này tuyệt vời quá. Trời ạ, mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái này đâu. Cần phải thử nó. Nhưng mà từ từ đã, bỏ cái này cuối cùng. Đầu tiên mình sẽ thử cái khác nhé. Thử nào. Ôi, trời ạ. Ôi, đây là nước với cả soda hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ thử cái này nhé. Trông rất là tuyệt vời đấy. Ồ, kẹo dẻo sao? Rất tuyệt vời. Ừ, vị rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái tiếp theo là cái tuyệt vời nhất. Mình sẽ thử cái lâu đài này. Nào, đầu tiên mình sẽ ăn bánh quế. Cái này là quá tuyệt vời, cực kỳ ngon. Mình muốn ăn từng chiếc bánh lên một. Ôi, trời ạ. Ôi.
cái gì vậy? Trời ạ, chiếc bánh của tớ. Thế là hoạt động rồi nhá. Không, trời ạ, cái này quá nguy hiểm. Người chiến thắng trong vòng này là Wednesday, xin chúc mừng. Mình đã nói rồi mà, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong vòng thứ hai, mỗi một người phải làm cho mình một bánh pizza. Thú vị thật đấy. Đúng vậy, nhưng mà tớ cũng chưa bao giờ nấu pizza. Nhưng mà hy vọng là tớ có thể làm được. Bột là thành hơi cứng rồi đấy. Tớ sẽ làm bánh pizza kẹo đầu tiên trên thế giới. Đấy, Sophie rất thích đồ ngọt. Vì vậy tớ có một cơ hội để chiến thắng rồi. Đầu tiên tớ cần làm tan chảy kẹo dẻo của tớ. Tớ sẽ làm điều đó với máy xé tóc. Sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bỏng ngô và kẹo dẻo. Hỗn hợp này nhìn thôi trông đã thấy ngon miệng lắm rồi. Và mình vẫn còn chưa trộn kỹ đâu. Nào, bây giờ thì trộn thật kỹ nhé các bạn. Đây là những gì mình hiểu. Cơ sở dành cho bánh pizza. Trông nó ngon lắm sao. Ôi, trời ạ, bàn tay này là gì vậy? Đây không chỉ là bàn tay. Đây là tay của mình. Tay sẽ trộn những chiếc bánh pizza này. Ồ, trông nó làm cũng được đấy chứ. Trông buồn cười thật đấy. Chỉ là tay chưa có kinh nghiệm thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Thời gian để nấu bánh pizza rồi. Cần làm một chiếc bánh từ bột. Sau đó, phết nó bằng một bột cà chua. Như này này. Tiếp theo, mình sẽ lấy phô mai và phát huy nó tác dụng. Dùng nó, mình sẽ vẽ một cái này rất hay. Đó chưa phải là tất cả đâu. Bây giờ, mình sẽ cần ô liu. Ôi, những con nhện rất là tuyệt vời. Thật là buồn khi nó không phải thật. Ôi, các bạn ơi, mình đã làm bánh pizza trong suốt phần công việc của mình rồi. Đấy, pizza của mình sẽ là phô mai rất nhiều màu. Và nó sẽ rất là đẹp đây. Ôi, vâng, cái này trông thật là tuyệt vời. Còn bánh pizza của mình sẽ nướng nhờ súng phun lửa. Đi thôi nào. Tuyệt lắm. Ê, ai cho phép mang súng phun lửa vào bếp vậy? Trời ạ, mặc dù bánh pizza của mình cũng sẵn sàng, vậy thì mình cũng cảm ơn Wednesday vậy. Wow, của Wednesday đã xong rồi sao? Bây giờ mình cần phải nhanh chóng thêm các đồ ngọt vào sao thôi. Ví dụ như là rất là nhiều Nutella. Thêm kẹo dẻo nữa. Và tất nhiên là cả kẹo Skittles. Ôi, nào Sophie ăn đi. Wow, trời ạ, tất cả pizza trông thật là ngon miệng. Mình sẽ bắt đầu từ cái bánh pizza ngọt ngào này. Ăn cái này bằng tay không ổn lắm đâu. Vị rất ngon, nhưng mà quá là ngọt. Bây giờ mình sẽ thử bánh pizza từ Wednesday. Trời ạ, nhìn trông bánh pizza trông cũng đáng sợ đấy. Cái này trông rất là... Từ từ đã, đây là ô liu sao? Eo ơi, mình ghét ô liu. Kinh tởm. Bây giờ chỉ còn bánh pizza từ đầu bếp nữa thôi. Mong là nó sẽ làm mình vui. Trông thật là tuyệt vời. Ồ, trời ạ, mình rất là thích cái này. Các bạn hãy nhìn xem nó kéo dài như thế nào. Nào, không còn cái gì nữa đâu. Đây là bánh pizza ngon nhất trong phòng này. Xin chúc mừng. Ôi, mình đã cảnh báo rằng bánh pizza làm cả đời rồi mà. Nào, mình đề nghị bắt đầu một cái gì đó thực sự là ngon. Một ly cocktail chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ pha một ly cocktail cho Kate. Mà không thể nào mà ngồi trên ghế không đâu. Nào, đến lúc phải xem cuốn thách công thức từ điển rồi. Thật tốt khi mình luôn mang theo nó bên người. Nào, mình bắt đầu pha cốc tay với cả Jun nhé. Sau đó, mình sẽ cho rán vào. Và tất nhiên là thêm một chất nhờn màu xanh lá cây nữa. Chắc là thêm một chút nữa cũng được đấy. Ôi trời ạ, nó chảy xuống ghê quá. Đây là những gì mình cần. Và đó chưa phải xong đâu. Bây giờ, chúng ta sẽ phải cho ngá nguyên cả một con cá. Và để bỏ xương đi, mình chỉ cần phải nhấc nó lên và vứt đi như này. Bây giờ đến lúc phải trộn đều mọi thứ lên rồi. Eo ơi, kinh tởm. Mình có thể nghĩ ra cái gì nhỉ? À đúng rồi, tại sao không kết hợp soda yêu thích của Kit, Sprite, Fanta và Coca. Đây là những gì mình cần. Mình sẽ mở hết tất cả mọi thứ ra và đổ mọi thứ vào.
Và thật là tốt khi mình có một chiếc tủ lạnh di động của mình. Bây giờ đồ uống này rất là lạnh. Ôi, rất là ngon chứ. Ôi, xin lỗi, mình không thể từ chối cơ hội. Mình sẽ cho một cái ống hút nữa. Ôi trời ạ, nấu cốc tai không ai biết làm cả. Cốc tai phải là pha chế bằng sữa bình thường. Đấy, cho sữa vào trộn với kem, sau đó sơn nữa chứ. Được, chúng ta sẽ có 4 cốc thực sự màu vồng. Và gần như cốc tai đã sẵn sàng rồi. Ở trên, mình sẽ cho kem lên. Mình cần phải vẽ nó lên. Và sau đó đợi bao giờ nó khô thì thôi. Đấy, sẵn sàng rồi. Chắc chắn là nó sẽ rất tuyệt vời trên cốc tai. Nào, bây giờ phải sự lựa chọn cho bạn. Cốc tai nào bạn yêu thích nhất? Oh wow, mọi thứ thật là tuyệt vời. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu với cái này. Nhìn trông nó rất là bình thường. Rất là ngon đấy chứ. Trời ạ, mình đã uống ngay đồ ngon rồi. Bây giờ mình sẽ xem Wednesday đã nấu món gì nhá. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, heo ơi. Ôi, một hiệu ứng thật là kỳ lạ. Và ly cốc tai này thật là kinh tởm. Hãy thử cốc tai của đầu bếp xem nào nhá. Nhìn món cốc tai cầu vồng này trông thật là tuyệt vời. Và vị cũng rất là tuyệt vời. Và món ý tưởng với cả đồ khai vị rất là tuyệt vời. Mình đã nghĩ ra rằng mình chọn được người chiến thắng rồi. Ôi, cảm ơn Kate, mình biết là nó sẽ như vậy mà. Ôi, bây giờ mình muốn tất cả các bạn sẽ nấu cho mình một cái burger nhá. Ôi, không có gì dễ dàng hơn. Mình sẽ phải dán cái này lên đầu tiên. Điều chính là cần phải cẩn thận, cần phải tươi ngon. Ôi, Wednesday cậu cần cái này để làm gì? Ôi, mình có rất là nhiều cách để phải nướng cái miếng này lên. Ôi, tại sao phải cố gắng như vậy? Mình có một cái này mà. Mình sẽ xé đôi nó ra và cho vào bên trong như thế này. Bây giờ chỉ cần đợi thôi. Ôi, trời ạ, đầu bếp đang thái rau rồi sao? Tất nhiên rồi, mình muốn làm mọi thứ thật là tuyệt vời. Và tất nhiên là rau cũng cần phải sạch. Đến lúc phải thu thập bánh mì của tớ rồi. Mình sẽ đổ nước sốt lên, cho thịt lên, cho phô mai, rau. Và tất nhiên là cả cái ở trên cùng là chiếc bánh mì. Vâng, nó chưa phải xong đâu. Mình sẽ cho thêm cả nước sốt phô mai nữa. Bánh burger chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều. Wow, hoan hô. Trời ạ, có gì chứ? Ôi, burger gì? Đây là những gì mình phải xứng đáng đây này. Bánh burger gần như giống hệt như vậy. Nhưng mà bánh burger của mình sẽ như một con nhện. Đã ai nhìn thấy món như thế này bao giờ chưa? Wow, nhưng mà tại sao có mùi cháy vậy? Ôi, đó là thịt của tớ. Trời ạ, bây giờ mình cứ phải bắt chúng lại. Ôi, mình nghĩ rằng hay là những cái cục than này nhìn trông không ngon chút nào. Không sao, mình chắc chắn là các cái loại rau này sẽ tốt hơn. Mình chỉ cần để cho nó thật là thẳng ra. Đấy, ở trên mình sẽ cho phô mai nữa. Và có thể cho bánh mì lên trên rồi. Nhưng mà bình thường bánh burger tròn, còn của mình là vuông. Và mình sẽ làm nó thật là nhanh nhờ răng của mình. Ta-da! Chúc cậu ngon miệng nha Kate. Ôi, không biết bắt đầu với cái gì đây. Ôi, cậu lại làm một cái gì đó đáng sợ rồi Wednesday. Còn Betty, mình chưa nhìn thấy một cái gì đáng sợ như vậy từ cậu đâu. Mình sẽ không thử cái này. Còn mình sẽ để con nhện lại cuối cùng. Mình sẽ thử chiếc bánh burger này trước nhá. Mùi cũng được đấy chứ. Nhưng mà cũng tầm thường thôi. Mình chờ đợi món ngon hơn. Nào, hãy xem món này như thế nào nhá. Ôi, trời ạ, mình không biết rằng là nó có thể chạy đi lại. Nào, nhận lấy đi. Bắt được rồi nhá. Ồ,
trời ạ, tớ thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà Wednesday cậu làm phô mai rất là ngon đấy. Yeah, tuyệt lắm. Lần này chúng tớ hãy chuẩn bị chiếc bánh nhá. Mong là mọi người có thể làm được. Hãy thử nào, tay. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Nhào bột đi. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải nghĩ ra cách khác vậy. Bây giờ chúng ta cùng cán bột cùng nhau nhé. Và bây giờ đến lúc phải cắt những cái mà cần tay nằm xuống. Nhìn trông đã rất là đẹp lắm rồi. Và bây giờ cần phải cho mọi thứ vào. Cần phải cho dâu vào. Rất trông rất giống. Rất giống máu. Ôi thật là đáng sợ. Trời ạ, tôi sẽ không ăn cái này đâu. Tại sao chứ? Đây chỉ là bàn tay có thể ăn được thôi mà. Mình nghĩ rằng nó còn trông rất là ngon nữa chứ. Nào, đến lúc phải cho bánh của mình vào trong lò nướng rồi. Rồi chúng ta sẽ xem kết nối gì nhá. Ôi, mình nghĩ mình sẽ làm bánh theo một công thức cổ điển. Khởi đầu gần giống như công thức của cốc tai sữa. Cần phải tạo màu kem và khuấy đều mọi thứ lên. Và tất nhiên là không chỉ có một cái đầu tiên, và cần rất là nhiều màu để cho nó thật là sáng. Hỗn hợp cần phải làm chảy ra một chút để nó không bị đặc quá, bởi vì tiếp theo mình sẽ đổ nó thành cái phần ở dưới bánh. Mỗi một lớp sẽ được áp dụng lên theo thứ tự. Và tất nhiên là cuối cùng cho thêm một ít kem. Và tất nhiên là topping màu nữa. Đấy, bánh của mình đã sẵn sàng rồi. Chiếc bánh tự làm của tớ. Ôi, trông buồn cười hay đấy chứ. Bây giờ chỉ cần trang trí móng tay lên thôi. Cuốn sách này miêu tả bánh rất là chi tiết. Vì vậy ngay cả tớ cũng có cơ hội chiến thắng. Đầu tiên cần phải chuẩn bị bột. Tất cả những gì cần làm là bột, trứng và đường. Và bây giờ phải trộn đều mọi thứ lên. Nhưng mà mình không biết dùng cái này. Nhưng mà mình biết dùng tay. Tại sao lại không dùng tay nhỉ? Sẵn sàng rồi. Nào hãy xem tiếp theo phải làm gì nhá. À, cuốn sách nói rằng đến lúc phải cho thêm mứt vào. Ồ, cái này sẽ rất là ngon đây. Đây là những gì chúng ta cần. Ê, này, tay, đi ra đi. Bỏ tay ra. Cậu đang làm tớ khó chịu ở đây nhá. À, bây giờ cần phải nướng bánh mì lên. Ôi, mình đang nghĩ rằng nó sẽ ngon như thế nào. Đây là đến lúc mình chiến thắng rồi đó. Có lẽ mình nên trở thành đầu bếp luôn. Mình thấy mình có tài năng đấy chứ. Ê, tại sao lại có mùi như thế này nhỉ? Chắc là từ bánh khác. Ôi, thật là tốt khi mình đã đến rồi. Không thì mình bỏ lỡ cái này. Mình đã cố gắng nhá, bánh của mình đây. Trời ạ, mình chắc chắn tin rằng cậu đã cố gắng. Nhưng mà mình không ăn cái đống than này đâu. Còn chiếc bánh tuyệt vời này, mình sẽ thử nó. Ôi, nó mềm mại làm sao. Wow, trời ạ, cắt ra trông còn đẹp hơn đấy. Ồ, lạnh thế. Mình rất là thích kem. Ôi, cái bánh này mình rất thích. Wednesday lại nghĩ ra một cái rất là lạ. Mong là cái này ăn được. Ngon thế. Trời ạ, đây là chiếc bánh ngon nhất mà mình thích nhất. Wednesday, cậu thắng vòng này nhá. Bởi vì mình tốt hơn tất cả mọi thứ. Và đó là sự thật. Mình muốn ăn thạch như thế này này. Làm cho mình đi. Ok, được thôi. Tuyệt lắm, mình sẽ làm cho cậu. Thạch sao? Mình có Fanta. Mình sẽ mở nắp như thế này nhá. Ôi, khó mở thế nhở. Chai này mở ra được rồi. Nào. Không ổn lắm.
Mình chỉ nghĩ... À, mình nghĩ ra rồi. Cho cầm cho mình như này chút nữa. Ôi! Đây. Ờ, cảm ơn cậu nhiều. Tôi sẽ thử một chút nhá. Ê, cẩn thận không thì sặc đây nhá. Fanta quá là ngon. Nhưng mà cần thạch. Vì vậy mình sẽ cho thêm mật ong vào đây nhá. Ôi, thơm thế. Chắc chắn phải nếm thử nó rồi. Nhầm nhầm. Ôi, thật là ngọt ngào. Thêm một chút nữa nhá. Ê, đổ vào trong này đi. Ừ, đúng rồi. Thêm một chút nữa thôi. Ôi, trời ạ, cậu yêu đồ ngọt vậy sao? Ôi, đúng rồi. Bây giờ thì có thể đổ vào trong này. Nào, nào, đổ ra đi. Thêm một chút nữa thôi. Trời ạ, hết rồi sao? Cần phải nghĩ ra cái gì đó. À, nghĩ ra rồi. Mình sẽ đi ra đây. Cậu đi đâu vậy? Ừ, đây là những gì mình cần. Chú ong thân mến, mình sẽ lấy một tổ ong một chút nhá. Mình cần cho gieo. Ôi, ôi, trời ơi, các bạn ác thế. Trời ơi, đừng, xin lỗi mà. Mình chỉ cần một ít mật ong thôi, xin đấy. Có vẻ như là chạy được rồi. Nào, bây giờ thì mình có mật ong thực sự rồi. Ôi, nó còn rất là nhiều và rất là ngon nữa chứ. Đấy, thêm một chút nữa. Đổ cho đầy nhá. Và bây giờ mình sẽ đóng nắp vào. Bây giờ cần phải lắc nó lên thật là kỹ. Tuyệt lắm. Bây giờ thì sao? À, đúng rồi. Cần phải cho vào trong tủ lạnh. Như này này. Bây giờ chỉ cần chờ một chút nữa thôi. Cái nồi ở đây rồi. Mình mà có con nhện tuyệt vời. Và những con rán lộng lẫy. Một nhành ngài cứu. Và một chiếc lông vũ thần. Thêm một viên thuốc ngon tuyệt vời. Và dĩ nhiên là mở lọ thuốc thần ký. Nó sẽ làm thạch ma thuật lớn. Và đừng quên cả xúc tu mực nhé. Chúng cần thiết cho hương vị ngon tuyệt vời. Bây giờ trộn mọi thứ lên. Và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Thạch ngon tuyệt vời. Liếm ngón tay luôn. Mình sẽ lấy Hubba Bubba. Cái này rất là ngon. Ôi, trời ạ, vừa dài vừa thơm. Đây là những gì mình cần. Mình sẽ cho vào máy trộn. Lấp đầy nó lên. Đây là những gì mình cần. Bây giờ thì trộn mọi thứ lên nào. Mình sẽ lấy mật ong tốt nhất. Đúng rồi, chính xác những gì mình cần. Bây giờ phải trộn tất cả mật ong. Và mình sẽ có một cái Hubba Bubba gel tuyệt vời. Thử một chút. Ồ, tuyệt lắm. Bây giờ cần phải đổ tất cả mọi thứ vào trong lọ. Và sau đó sẽ làm nó lạnh bằng cái này. Hãy nhìn xem. Đấy, đóng băng ngay tại chỗ luôn. Gel của mình sẽ ngon nhất. Phong cách rất đẹp và vị khó quên. Và tất nhiên là mình sẽ cho một ít kim tuyến vào. Lấp lánh tuyệt vời. Cái gì có thể ngon hơn chứ? Mình nghĩ là xong rồi. Wow, lạnh thật đấy. Tuyệt vời. Nhìn này. Ồ, tất cả mọi thứ thật là sáng. Mình sẽ bắt đầu từ cái màu xanh này nhá. Wow. Ôi, cái này ngon thực sự đấy. Ôi, cái gì vậy? Ong sao? Lạ thật đấy. Nào, thử tiếp nhá. Ồ, cái này màu hồng trông rất là ngon. Ồ, ngon thế. Ồ, cái này có thể thổi bong bóng nữa chứ. Vừa ngon vừa vui, tuyệt vời. Còn cái thứ ba là gì? Nhìn cho không ngon một chút nào. Nhưng mà mình vẫn sẽ thử một chút vậy. Nào, cũng... Ôi, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Không, mình không ăn cái này đâu. Cái hồng tốt nhất rồi. Không. Mình quá tuyệt vời. Lần này mình muốn một cây kẹo mút như thế này này. Phải đẹp như này. Hả, mình biết mình sẽ làm gì rồi. Mình sẽ là những con búp bê. Chính xác hơn là một phần thôi. Bẻ tay ra. Và sẽ lấy cái bếp lên.
Mình sẽ cho đường vào như thế này, nước và khuấy đều lên. Kẹo của mình sẽ có màu tuyệt vời nhất, tất nhiên là màu đen rồi. Mình sẽ cho mọi thứ vào và trộn nó lên thật là đều. Đúng rồi, nó sẽ rất là đẹp đây. Bây giờ mình sẽ đổ mọi thứ vào như thế này và cho tay vào trong vào như thế này. Đợi một chút và lấy một cái kẹo mút ra. Có vẻ như là cái kẹo này trông tuyệt vời đấy. Mình nghĩ ra bây gì giờ? À đúng rồi, cái thìa. Mình sẽ đổ đường lên trên này và sẽ dùng dầu đốt. Như này sẽ nhanh hơn. Ồ, tuyệt vời quá. Ôi, trời ạ, nó bị đen hết cả rồi. Cần phải thử một chút. Ây, trời ơi, nóng thế, lỗi của tớ. Để đợi xem nguội thế nào. Tớ đồng ý, cái tủ lạnh đâu rồi? Mình sẽ cho mọi thứ lên như này, nó sẽ tốt hơn rồi đấy. Ồ, tuyệt lắm. Mình sẽ cho đường vào cái siro này. Ồ, thật đáng yêu. Mình sẽ có kẹo rất ngon, hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần ngoáy đều lên. Đấy, bây giờ thì sẵn sàng rồi. Đấy, cái xúc xích này tôi đã làm dán ra được. Bây giờ tôi sẽ cán nó ra. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thêm màu trắng. Đấy, như thế này. Mình sẽ trộn hai cái này vào. Và mình sẽ xoắn nó vào như thế này. Đấy, như hình vẽ luôn. Đúng rồi, tớ là một tác phẩm tuyệt vời. Kẹo mút của tớ sao rồi? Mình tự hỏi đã sẵn sàng chưa? Ôi không, ôi không. Trời ơi. Ai, đau thế. Trời ạ, nhưng mà biết là nó đã lạnh rồi. Đấy, nhìn này, mình có cái kẹo như thế nào. Oh wow, một sự lựa chọn. Cái này là cái gì? Eo ơi, còn có mùi khó chịu nữa chứ. Ôi, trời ơi, vị kinh tởm quá đấy. Còn đây là cái gì? Nhưng mà có mùi rất là thơm. Vị rất là ngon đấy chứ. Cái gì? Trời ơi, ta sẽ lấy tay của con búp bê mình chứ. Trời ơi, thật là kinh khủng. Ồ, còn cái kẹo này cần phải thử rồi. Ôi, đẹp quá. Nhâm nhâm nhâm. Ôi, đây là cái này tốt nhất rồi. Ồ, biết ngay mà. Mình đã biết là mình sẽ thắng rồi mà. Một vài bước cuối cùng. Mình muốn ăn dưa hấu. Muốn ăn dưa hấu. Phải làm bây giờ. Bây giờ phải đập nó như thế nào nhỉ? Như này. Không, mình cần phải làm nhanh. Không được gì cả. Mình sẽ sử dụng cây máy cưa này. Bây giờ mình sẽ giải quyết nhanh chóng với nó. Ôi, tại sao? Trời à, mọi thứ đang chảy ra đây. Ôi, Wednesday cẩn thận đi. Tớ bao phủ với đầy vỏ dưa rồi. Tớ đang làm quả dưa hấu rất đẹp. Ừ, đúng rồi. Hình óc thật là tuyệt vời. Ôi trời ạ, cái món này sợ thế. Mình sẽ làm nó ngon hơn rất nhiều. Nào, mình sẽ cắt phần mảnh. Cái này mình sẽ không cần. Nào, bây giờ lấy một chiếc máy sinh tố và biến nó thành một chất lỏng mà không cần chạm vào vỏ. Bây giờ, chúng ta sẽ đổ những thứ không cần thiết ra. Bây giờ, mình sẽ đổ gel vào trong như thế này. Thêm một ít nước vào. Ngoáy lên. Cho thêm màu vào đây. Và lại ngoáy lên. Mình sẽ có 6 màu khác nhau. Và nó sẽ là các màu khác nhau. Ôi, ghê thế. Tớ không đồng ý với cậu đâu. Tiếp tục thôi. Đầu tiên cần đổ thạch màu đỏ lên trên. Sau đó màu cam. Sau đó màu vàng. Trộn tất cả các màu thành màu cầu vồng. Mình sẽ tạo ra các lớp và đậy nắp dưa hấu vào. Đúng rồi, tuyệt lắm. Ôi, tiếng gì vậy? Trời ạ, mình sẽ đập hết nát. Ai, trời ạ, tay của tớ khổ thân. Ôi, mình cũng thấy khổ, cần phải giúp cậu ấy thôi. Ồ, tay được cứu rồi. Tớ giống như con mèo con vậy. Nhưng có lẽ là vậy. Ôi, đừng có đập nữa. Như thế này này, là xong.
Thế thôi sao? Wow, dễ dàng quá. Ồ, đúng rồi. Nào, tớ sẽ lấy cái thìa và thử giữ nó nhá. Và... đấy, thế là xong. Dưa hấu của mình sẵn sàng. Chung ngon miệng nhá. Nào, bắt đầu từ cái nào? Thôi được rồi, mình sẽ bắt đầu với cái này. Thử lấy thìa. Thử nào. Dưa hấu là dưa hấu mà. Ôi, thế còn món ốc này là gì đấy? Mình không muốn ăn lắm. Thôi được rồi, thử nào. Ôi, cũng được đấy chứ. Còn món này là cái gì nữa đây? Ê, mình cần phải tự mở nó ra sao? Thôi được rồi, mình sẽ lấy dao và cắt nó ra như thế nào. Wow, hay thật đấy. Trời ạ, tuyệt vời. Lần đầu tiên tớ thấy một cái dưa hấu như thế này. Và vị rất là ngon. Quá tuyệt vời. Tất nhiên, cái này thắng rồi. Cái gì cậu nói gì cơ? Thôi được rồi, món này. Được rồi. Ê, không công bằng chút nào. Challenge. Bé Jess muốn gì đấy? Bánh sao? Tuyệt vời. Vậy thì sẽ được thực hiện, đúng không các bạn? Mọi thứ sẽ được thực hiện một cách nhanh nhất có thể. Hãy bắt đầu với bột cho chiếc bánh ngon khủng khiếp của tớ. Chúng ta sẽ cần trộn bột mì, đường, sữa và quả trứng nữa. Hoàn hảo. Bây giờ thì thành phần bí mật. Màu đỏ, dài, siro dâu tây. Ôi, các bạn nghĩ gì sao? Máu? Không, bé Jess sẽ không đánh giá cao điều đó đâu. Thôi đủ rồi, bây giờ cần trộn mọi thứ đến khi mịn. Bây giờ thì đổ thành cái hình tròn. Và tạm biệt cho nó trong 10 phút đến khi nó chín nhá. Nó chắc là hoàn hảo lắm đây. Bánh của mình đã sẵn sàng lâu lắm rồi. Mùi không thể tin được luôn. Bây giờ hãy để nó nguội và sau đó cắt nó thành những cái bánh bằng nhau nhé. Ôi trời ạ, cái này sẽ tuyệt vời lắm đấy. Hãy nhìn mà xem. Không có kiểu bánh nào mà không thể làm việc và không có kem nữa. Vậy thì chúng ta sẽ phết một đống kem vào những giữa lớp các lớp như thế này. Đó. Mình nghĩ bánh kem của mình có thể có thêm một ít màu mè. Mình có sô-cô-la nhiều màu ở ngay tại đây rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nước này và đợi nó tan chảy ra. Thôi, nhìn nó hay thật đấy. Nhất là đặc biệt là cái chiếc bánh này. Bánh của mình mới sẽ là tuyệt vời. Bây giờ thì Nutella một cái lọ to này đủ rồi đấy. Hãy thử trước, nếm khi nấu ăn là rất quan trọng. À, không được đủ rồi, hãy thêm nhá. Ôi, mình chắc chắn là no lắm rồi. Ôi, mình đã thử nó mà, vì vậy mình là hơi no. Ôi, đấy, mình cho thêm trứng, đường, bột, đó, như thế này này. Hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Đấy, thế là xong rồi. Bây giờ chúng ta cho vào như này nhá. Ôi, trời ạ, cái nền to quá rồi. À, mình có ý tưởng này rồi. Mình có tay của Iron Man. Nó sẽ giúp mình nhanh chóng nướng bánh lên. Ồ, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo nó ra nhá. Đó, tuyệt vời lắm. Bây giờ thì cho thêm M&M nhá. Tuyệt vời chưa? Thêm nhiều nữa vào. Ôi, bánh của mình đã sẵn sàng rồi. Vậy thì chờ một chút nhá. Nào, bây giờ tắt cái này đi nhá. Tuyệt lắm. Đấy. Bây giờ thì mình cắt nó ra. Nhưng mà rất là tốt. Mình có móng tay rất dài. Sẵn sàng chưa? Đấy. Bây giờ thì chúng ta phải cho kem vào trong một giữa như thế này. Đó, vài lớp nhá. Bây giờ thì phải bôi nó ra khắp nơi. Hoàn hảo. Nào, nhanh lên nhện ơi, đến với cả bánh đi. Quá là hoàn hảo. Ồ,
Ôi, trời ạ, thế là sô-cô-la của mình xong rồi. Đấy, bây giờ thì rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào trong này. Nhưng mà đừng có trộn lên nhá, cái này rất là quan trọng đấy. Và sau đó chúng ta sẽ đổ nó thẳng lên trên bánh như thế này này. Hãy nhìn mà xem. Trời ạ, quá là đẹp tuyệt vời luôn. Hoàn hảo. Ồ, mọi người đã xong rồi sao? Nào Jess, bây giờ thì đến lượt em thử rồi đấy. Wow, bây giờ thì hãy xem nhá. Mình sẽ thử với chiếc bánh này. Bây giờ hãy cắt nó ra nhá. Hơi khó nhá. Có lẽ là nó sẽ ngon. Thử nào. Eo ơi, trời ạ, cái gì đây nữa? Thôi được rồi, chúng ta có gì ở đây nữa đây? Wow, chiếc bánh này trông thật là sáng màu. Mình rất là muốn thử rồi. Ngon quá. Wow. Còn đây là cái gì nữa đây? Ôi, nhện sao? Ôi, trời ạ. Thôi không sao, hơi đáng sợ đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thử. Thử nhá. Wow, vị rất là tuyệt vời. Trời ạ, nó tan chảy trong miệng tớ luôn. Từ từ đã. Nhau ơi. À, nhện. Ôi không, trời ạ, đáng sợ quá. Nào, bây giờ thì cái này chắc chắn là thắng rồi. Ôi, cảm ơn nha Jess. Em muốn ăn bỏng ngô. Mọi người có thể làm được chứ? Thật là ngọt nhá. Không vấn đề gì đâu Jess. Bây giờ hãy làm bỏng ngô ngon nhất trong cuộc sống của các bạn đi. Ôi, bởi vì là đầu bếp tài năng nhất trái đất nên là mình sẽ nấu nó trong một cái bán cầu sô-cô-la như này. Bây giờ thì sẽ cho lấp đầy vào khuôn. Và... đấy, đúng rồi. Chúng ta sẽ cho cái này vào đây. Hoàn hảo. Chúng ta đã có một quả bom. Ôi, nhìn trông rất là buồn cười đấy. Tớ sẽ làm bóng bỏng ngô cổ điển mà em bé Jess rất là thích. Và mình sẽ có bỏng ngô từ ngô. Nhưng mà làm nào để lấy bây giờ nhỉ? À, mình có ý tưởng rồi. Mình sẽ đặt nó ngay trên chảo. Và bây giờ thì cho thêm cả Skittles lên nhé. Nào, bây giờ thì hãy đậy nắp vào và đợi. Ồ, mình nghe thấy tiếng hay lắm đây. Nào, xem nào. Mình vẫn cần phải mở nó ra. Nào, răng ơi. Nào, em thích cái này không? Đấy, cần phải hút hết cả máu không? Ê, cái vị này ghê quá. Trời ạ, đồ ăn của con người thật ghê tởm. Đấy. Đó, thế là mình sẽ trang trí một chút như này nhá. Cái này sẽ là một cái bí mật thú vị. Và bây giờ thì cho thêm siro sô-cô-la vào nhá. Ôi wow, trời ạ, hãy xem nhá. Wow, trời ạ, thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy cho vào trong đĩa nhá. Ôi, thế là xong rồi. Wow, trời ạ, mọi thứ trông thật là tuyệt vời. Cái này là cái gì nữa đây? Quả bom sao? Ôi, trời ạ, nó nổ mất rồi. Ôi, trời ạ, ai có thể nghĩ ra điều này chứ? Ô, cái gì thế này? Cái gì nữa đây? Trời ạ, cái này ngon thật đấy. À, trời ạ, một bộ sơ sao? Ôi, nó sợ quá. Nó làm hỏng hết cái vị giác của mình rồi. Eo ơi, thật là ghê tởm. Cái này là cái gì đấy? Wow, hãy thử nhớ. Ồ, ngon thế. Trời ạ, mình thực sự rất là thích cái này luôn. Cái này chắc chắn là thắng rồi. Yeah, trời ạ, thắng rồi. Nào, bây giờ thứ cuối cùng mà em muốn thử đó là bánh donut. Nhanh lên nhá, em đói lắm rồi đây này. Nào, mọi người đã nghe và tuân lệnh chưa? Vậy thì bắt đầu làm thôi.
Ôi, Dracula đang âm mưu một cái gì đó. Ôi, tại sao lại làm nhanh thế nhở? Chuyện gì vậy? Ôi, bánh donut của mình đã sẵn sàng. Các bạn thích không? Ôi, mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà không biết là làm nhanh như nào. Không sao cả, mình có thể làm được. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cho sữa, đường, bột vào đấy. Theo đúng cái những thứ mà mình cần. Đó, bây giờ thì mình sẽ xay nó lên. Và đợi nó một chút nhá. Mình sẽ dùng cái máy này. Thật là tuyệt vời. Đó, bây giờ mình đã cho vào trong cái này rồi. Và đó, an toàn là trên hết nhá. Bây giờ thì lửa một chút nào. Em thích không? Còn em thì sẽ có bánh mì donut. Cái này sẽ rất là ngon lắm đấy. Đó, em có mọi thứ rất là ổn rồi. Cái này là cái gì nữa đấy? Đúng rồi, mình cần một cái thứ rất là tròn. Đó, ổn chưa? Tuyệt. Bây giờ thì mình sẽ thành Karate Kid. Đó, thật là tuyệt vời. Đấy, ngón tay của mình đã làm xong hết việc rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho kem lên trên như này nhá. Và tất nhiên là kẹo nớt rồi. Ôi, thật là chán. Ôi, bây giờ thì đầu bếp đang làm gì vậy? Của cậu ấy trông thật là đẹp. Mình có một ý tưởng tuyệt vời rồi. Cái này thì giúp cậu nhớ đến cái gì? Chúng ta sẽ làm một cái bể bơi. Và cái bánh donut này sẽ làm như cái phao cứu sinh của Barbie nhá. Đây, sẵn sàng rồi. Ôi không, các bạn không hiểu đâu. Mình vẫn chưa xong mà. Mình biết là các bạn rất là thích coi quái vật giống mình. Mình đã cho thêm răng nanh. Tất nhiên là thêm cả một ít siro nữa rồi. Sẵn sàng. Hoàn hảo. Wow, trời à, mọi thứ thật là tuyệt vời. Cái này là cái gì đấy? Nó vị cũng ổn đấy chứ. Nhưng mà cái gì tiếp theo? Wow, cái này nhìn trông lạ thật đấy. Nhưng mà để xem nhá. Trời ạ, ngon thế. Ôi, cái này ngọt quá. Ôi, trời ạ, nhìn donut này đi. Wow, trông cái này buồn cười quá với cái bộ răng này. Có vẻ như là Dracula làm cái này rồi. Cái này ngon quá. Wow, cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, Barbie mới này. Ôi, đây là bánh donut sao? Thật là tuyệt đẹp. Trời ạ, lại còn với cả topping như thế này nữa chứ. Ôi, thật là hoàn hảo. Cái này chắc chắn thắng rồi. Ôi, ai tốt nhất ở đây rồi? Ôi không, Jess. Em phải nói rằng bánh donut của anh ngon nhất. Đó, em đã làm sai rồi. Bánh của Dracula mới là tuyệt vời nhất rồi. Ôi vâng, tuyệt vời. Mọi người có nhìn thấy không? Chuyện gì vậy?